Bác nào thường xuyên cảm thấy trong người mệt mỏi, đứng lên ngồi xuống thì hay bị hoa mắt chóng mặt, tối tăm mặt mày. Và đây là cái nguyên nhân dẫn đến là do từ cái việc thiếu máu lên não, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn máu não ấy. Thì mời các bác theo dõi ngay video này. Đây có thể sẽ là video giúp cho các bác hết ngay cái chứng này đấy ạ. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDTV3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác cái cách chữa thiểu năng tuần hoàn máu não, hay còn gọi là thiếu máu lên não. Vâng, và thưa với lại các bác, thì đây là một trong những cái cách day bấm huyệt rất đơn giản, ai cũng có thể tự làm cho chính bản thân mình ngay tại nhà. Tuy là đơn giản nhưng lại đem lại những cái hiệu quả rất là cao, hay còn gọi đây chính là một trong những cái mẹo giúp cho các bác chữa ngay cái chứng thiếu máu lên não này. Vậy thì đây là phương pháp như thế nào, áp dụng ra làm sao, thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video này nha. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì nếu như quý cô bác anh chị nào chưa có giấy bút thì hãy dừng ngay video lại và đi lấy giấy bút để có thể ghi lại cho nó hiệu quả. Nếu như không nhớ là ta có thể xem lại ngay khi mà ta đã ghi lại rồi, đúng không các bác? Còn nếu như bác nào mà muốn theo dõi lại cái video này thì các bác có thể ấn ngay vào nút chia sẻ để chia sẻ lên trang cá nhân của Facebook cũng như là trên Zalo, thì các bác sẽ dễ dàng tìm lại được ngay những cái video mà nếu như mình chính tay mình chia sẻ, đúng không ạ? Vâng, và không để các bác phải chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta cùng đi vào vấn đề ngay các bác nhé. Thưa với lại quý cô bác anh chị, thì cái huyệt đầu tiên để các bác cần phải ghi nhớ cũng như là các bác phải bấm, đó là cái huyệt nội quan các bác ạ. Huyệt nội quan là cái huyệt ở cổ tay, và các bác nhớ là khi ta bấm huyệt nội quan ấy, ta sẽ bấm ở tay trái trước các bác nhé. Ta sẽ bấm ở tay trái trước. Vâng, tôi xin được tháo cái đồng hồ ra để có thể hướng dẫn các bác nó được kỹ hơn. Thì các bác hãy nắm cái tay của mình vào, các bác sẽ thấy là cái cổ tay của chúng ta này, cái gập vào thì nó có cái nếp nhăn ở đây này. Thì chính cái nếp nhăn này các bác hãy đặt ba đầu ngón tay, các bác nhớ nhá, ba đầu ngón tay, thì hết ba đầu ngón tay chính là cái huyệt nội quan các bác ạ. Chính là cái huyệt nội quan, đối diện huyệt nội quan sẽ là cái huyệt ngoại quan, là ngoại quan là nằm bên trên. Vậy thì để tác động vào huyệt nội quan này, chúng ta hãy dùng cái ngón tay cái ta đặt vào cái huyệt nội quan, và một cái ngón tay trỏ ta đặt lên trên là huyệt ngoại quan. Các bác có thể tác động và ta bấm giữ cái huyệt ngoại quan, và huyệt nội quan thì ta tác động, ta xoay tròn như thế này. Các bác có thể thấy không ạ? Đó, thì ta xoay tròn như vậy. Các bác nhớ nhá. Đấy, thì các bác sẽ bấm tác động vào đây là khoảng từ 2 tới 3 phút các bác nhá. Bấm và day từ 2 đến 3 phút, bấm nhẹ với một lực vừa đủ, không nhẹ quá cũng không quá mạnh. Các bác nhớ nhá. Đấy, thì với cái huyệt này các bác nhớ là ta bấm từ tay trái, sau đó ta sang tay phải, và ta áp dụng cũng đúng y như vậy, và ta tác động. Thì trên cơ thể của chúng ta, những cái huyệt nào mà có hai huyệt ấy, thì khi đã tác động một huyệt thì ta phải tác động tiếp cái huyệt thứ hai. Đó là ví dụ như là những cái thứ mà bên chúng ta đều có hai cái, là tay này, trên tay này, trên chân này, hoặc là trên mang tai này, đấy, hoặc là bên đầu mắt này, đấy, thì tất cả những cái loại huyệt mà có hai thì chúng ta cần phải tác động cả hai. Thì trừ những cái huyệt có chỉ có một, ví dụ như là huyệt bách hội, hay là huyệt ấn đường, cũng như là huyệt nhân trung, thì đó là những cái huyệt mà một huyệt. Thế còn với những cái huyệt hai huyệt này là các bác nhớ là phải tác động như thế, các bác nhớ nhá. Và thưa với các bác, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cái huyệt, đó là huyệt thái sung. Thì cái huyệt này là nằm ở trên bàn chân của chúng ta, và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng đến với những cái huyệt này nhá. Thưa với lại quý cô bác anh chị, thì đây chỗ này là gọi là cái huyệt thái sung này. Thì để xác định cái huyệt này thì các bác xác định ở cái đường kẽ của ngón chân, giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai này, các bác kéo lên đến đây thì sẽ thấy có cái điểm mà chúng ta bấm vào đây là cái điểm đầu xương này, có cái điểm đầu xương nó lõm này, đấy, thì ta bấm vào đây là cảm thấy chân nó tức này, đấy, thì các bác bấm vào đây và day ở đây là từ 1 tới 2 phút, ta bấm vào đây ta day ở đây từ 1 tới 2 phút, đấy, thì cái chỗ này ấy, thì các bác sẽ để ý là thấy là ta miết như này thì sẽ thấy là có cái cục xương, cái xương của chúng ta nó nhô lên đây này, và cái đầu của cái đoạn nhô này thì nó có điểm lõm, thì đây chính là cái huyệt này các bác xác định nhá. Đấy, thì đây là huyệt thái sung. Thì với cái huyệt này là ta bấm và day từ 1 tới 2 phút, các bác nhớ nhá,
bấm vào dây từ 1 đến 2 phút. Thứ hai, đối với lại ở dưới chân này thì chúng ta sẽ đến với cái huyệt, đó là huyệt công tôn. Thì các bác hãy lưu ý là cái xương của chúng ta này này, thì các bác bấm theo cái dọc theo cái xương, cái cục xương, cái xương bàn chân của chúng ta ở đây nhé các bác nhé. Thì ở cái khu vực này, đây, chỗ này là cái huyệt công tôn. Cái huyệt này các bác bấm vào đây này, các bác sờ vào giữa bàn chân, ở có cái điểm mà nó hơi lõm vào cái xương của chúng ta ấy, thì các bác sẽ thấy là đây là cái huyệt. Thế thì ở cái điểm này các bác bấm là sẽ thấy nó đau. Đấy, các bác bấm vào dây. Các bác lưu ý là tất cả những cách bấm huyệt này thì không được áp dụng cho bà bầu cũng như là những người đang bị ngoại thương, giống như là bị thương và chảy máu nặng thì chúng ta không được bấm, các bác nhớ nhá. Và trẻ nhỏ, trẻ quá nhỏ thì chúng ta cũng không bấm. Nên là các bác lưu ý là như vậy. Thì huyệt thứ hai đó là huyệt công tôn ở dưới bàn chân. Và huyệt tiếp theo đó là huyệt phong long. Vâng, và các bác lưu ý là khi mà bấm huyệt này ấy, thì tất cả những cái huyệt thì chúng ta bấm là chúng ta sẽ bấm từ chân trái xong rồi qua chân phải. Các bác lưu ý là chúng ta phải bấm cả hai chân nhé. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị thì tiếp theo chúng ta đến với cái huyệt đó là huyệt phong long. Huyệt phong long này, để xác định cái huyệt này ấy, thì các bác xác định này, từ cái phần eo chân của chúng ta xuống đến phần cổ chân, chúng ta chia đôi ra thì cái huyệt này nó nằm ở chỗ này. Đấy. Thì với cái huyệt này ấy, thì các bác bấm và day, các bác nhớ nhá, là ở phần bên mé ngoài của chân này này, thì bấm và day cũng từ 1 tới 3 phút. Các bác bấm vào đây. Với cái huyệt này thì chúng ta cần phải bấm với một cái lực nó mạnh hơn một chút, vì phần da và thịt của chúng ta chỗ này nó dày. Đấy, chúng ta bấm nó mạnh hơn một chút. Các bác bấm và day vào đây. Đấy. Thì khi mà các bác tác động đủ những cái huyệt này á, thì cơ thể của các bác sẽ được hồi phục, cũng như là chức năng mà thiếu máu lên não của chúng ta nó sẽ được hồi phục các bác nhé. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trên cơ thể chúng ta có rất nhiều những cái huyệt nó có thể tác động chữa bệnh, nhưng rất ít người biết đến cái điều này. Bởi vậy mà tôi tha thiết rằng các bác hãy chung tay chia sẻ cho nhiều người được biết, để biết đến những cái phương pháp chữa bệnh mà không hề tốn kém này, không mất bất cứ đồng nào mà ta lại có thể tự tác động, tự chữa được bệnh cho chính bản thân mình, thì quả là một trong những cái điều rất tuyệt vời, đúng không các bác? Bởi vậy mà rất mong muốn các bác hãy cùng chung tay chia sẻ, vì các cụ ta xưa nay vẫn có câu rằng cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, đúng không các bác? Bởi vậy hãy cùng chung tay chia sẻ để giúp cho nhiều người có được những sức khỏe tốt mà không cần phải tốn kém các bác nhé. Vâng, và nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, thì đừng quên là dí vào nút đăng ký và nút chuông ở phía bên này. Nếu như cái nút chuông của các bác còn đang hiện màu đỏ, và tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.